Thứ hai, cõi Atula. Chúng sinh ở cõi Atula tuy có phúc báo lớn như của người trời, nhưng tâm sân hận của họ quá mạnh, dẫn đến trong tâm hồn bị ngọn lửa sân hận thiêu đốt, không ngày nào được an ổn. Atula cũng còn được gọi là phi thiên, dung mạo xấu xí. Atula, nếu khi họ niệm chính, tư tưởng chất phát thì có năng lượng nhất định có thể bay được. Người tu thân bố thí phúc, nhưng cái tâm ác, tranh đấu không từ bỏ được thì vào đạo này. Nhưng nếu những con người này lại khởi tâm sân hận, phẫn nộ, ngạo mạn và nghi ngờ, lại phá giới thì chỉ thành ác quỷ. Atula là những sinh vật mạnh mẽ, đầy tài năng và đôi khi được mô tả như là kẻ thù của cư dân trên cõi trời. Atula biểu trưng cho sự phẫn nộ, thù hận và ghen ăn tức ở những người tài giỏi hơn mình, những người luôn mong muốn vượt trội hơn người khác, không có sự kiên nhẫn, công bằng đối với những người thấp kém hơn. Họ thích được sùng bái như các vị thần. Nhưng phúc đức kém hơn người cõi trời nên dẫn đến thù hận và ganh ghét. Điều này đã khiến họ tái sinh ở cảnh giới Atula.